Và kế đến, con xin chuyển đến cho máy tên là Diệu Ngọc, Mai Châu, Hòa Bình, và xin máy Phạm Thúy Hồng, Vĩnh Long chuẩn bị âm thanh ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin có một câu hỏi như sau ạ. Một người hàng xóm của con từ trước đến nay theo đạo Tứ Phủ ạ. Gia đình làm nghề sát sinh, sau này cũng biết sợ và đã giảm việc sát sinh, nhưng cả nhà vẫn buôn bán thịt để sinh sống. Bây giờ người này bị bệnh ung thư ạ. Thường nhờ con phóng sinh giúp, con khuyên người này niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, bỏ dứt điểm nghiệp sát sinh. Họ nhờ chúng con hộ niệm cho người bệnh, nhưng gia đình vẫn buôn bán thịt đã bao nhiêu năm và vẫn liên tục đi lấy về để bán chứ không trực tiếp sát sinh. Cả nhà không bán thịt thì không có việc gì để làm vì rất khó khăn. Vậy trường hợp này chúng con có nhận được không ạ? Và kính xin lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải để chúng con hiểu cho thấu, hành cho đúng ạ. Về pháp hộ niệm, con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Học Phật thì lo đường giải thoát. Nếu người nào chuyên lòng tu học Phật thì có cơ hội giải thoát. Tư Phụ là cái đạo của Tư Phụ. Các ngài lên đồng lên ống các ngài có thể gì đó, bác hương gì đó, bổn mệnh gì đó là cái đạo của Tư Phụ. Đi con đường nào xin chư vị phải đi một đường thì mới thành công. Nếu mình muốn trọn đạo Tứ Phụ rồi trọn đạo Phật thì cái đây là điều bất khả thi, không thể thực hiện được. Nói thẳng thắn với chư vị. Dù ông không nói đạo nào tốt, đạo nào xấu cả. Nhưng mà thành công hay không, dù ông nói thẳng cái này. Ví dụ như chư vị tu đạo Tứ Phụ, làm thiện làm gì đó, được có thể thành công trên con đường đó. Chư vị cứ đi một đường đó, chư vị cái thành công theo Tứ Phụ, sau rồi thì chư vị mới niệm Phật sau cũng được. Chứ nói bây giờ nó vừa đi đạo Tứ Phụ vừa niệm Phật thì đạo nào cũng không thành. Đi Hà Nội thì cứ lo đi Hà Nội, đi Sài Gòn thì cứ đi Sài Gòn, có ai mà dám nói cùng một lúc ta tới cả Hà Nội cả Sài Gòn cùng một lúc đâu, phải không chư vị? Có thể nói ta đi Hà Nội trước, tới Hà Nội nghỉ một vài tháng, một vài năm rồi đi Sài Gòn sau, đi được. Không bao giờ đi một lúc hai nơi mà thành tựu. Như vậy chư vị phải chú ý cẩn thận điều này. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà vừa niệm Phật vừa đi Tứ Phủ thì đưa đến tình trạng là hai bên không bên nào trọn vẹn hết. Chứ ông nói đây là nói cái chỗ thành tựu, không chê đạo nào, chê phủ đạo nào hết. Sát sinh, hại vật theo trong nhà Phật, đây là cái tội lớn nhất tất cả giới luật của Phật đều đem cái tội sát sinh làm hàng đầu. Chư vị phải cố gắng nhất định kiên cử, đừng nên sơ ý nữa. Nếu chư vị trước đây không biết thì đành phải chấp nhận, nay biết rồi thì thành tâm sám hối kiên cử ngay. Con ruồi con muỗi con kiến trong nhà tất cả đều có sự sống, chúng có tiếng nói, có cái vui buồn riêng, chúng vẫn muốn sống, không bao giờ muốn chết, thì chúng ta không được quyền lấy sinh mệnh của chúng ta làm vui chơi mà tạo tội. Lấy sinh mệnh của chúng ta làm quyền lợi cho chúng mình thì tội trồng thêm tội. Chính vì thế mà chư vị ơi, nếu chư vị nghĩ rằng là đời này chỉ có sát sanh
Chỉ có bán thịt mới sống, không bán thịt không sống thì diệu âm này đành chịu thua. Chứ nếu thực sự chư vị đã sám hối việc lấy sinh mạng chúng sanh làm sinh lợi cho mình, những cái lợi này có một mà cái hại cái nghiệp nó tới 10, 20, có thể tới 1.000 lần nhiều hơn, thì chư vị phải thành tâm sám hối và tìm cách thay đổi. Nếu có lòng thành thay đổi thì lòng thành này có thể cảm ứng với Phật lực gia trì, chư hộ pháp giúp đỡ. Bây giờ là Phật nói người ta không sát sanh nữa, người ta chỉ đi lấy về người ta bán thôi. Chư vị phải lấy cái tâm thành để mà sửa đổi. Nếu không thì không ai có thể cứu được độ được. Kim Ngọc vừa mới nhắc chư vị không sát sanh, nhưng mà dùng cái thịt của chúng sanh để mà làm lợi cho mình, chẳng khác gì chư vị kêu gọi người ta làm giùm cho mình, vẫn mang tội sát sanh, không khác đâu. Mong chư vị tin thì phải tin cho vững, đi phải đi cho đúng, thì tự nhiên mình mới thoát khỏi ác nạn. Nếu hàng ngày chúng ta nhìn thấy những miếng thịt của chúng ta trước mặt mình mà mình không rơi lệ, mà mình vui vẻ, mà mình hôm nay bán được nhiều thịt mình mừng, rõ ràng mình mừng vui trong vấn đề bán thân xác của chúng ta, mà mình không may, rõ ràng nghiệp chướng vẫn còn trề trề đó nhé. Mong chư vị tự mình giải quyết. Tất cả đều do ở chỗ tâm nguyện của chư vị, tâm lành của chư vị giúp cho chư vị thoát nạn. Nếu mà chúng ta không quyết lòng thoát nạn thì ai có thể giúp được mình đấy? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão.